Một ngày cuối tuần thật là an bình. Ici c'est le musée d'archéologie et d'histoire. Đây là cái musée mà musée về archéologie và lịch sử. Đây, sẵn dịp cho Việt Nam biết thành phố dưới hầm đây. Hồi xưa chị Năm với anh Năm qua đây chơi mà chưa hồi xưa anh Năm chị Năm đi qua đây chơi mà rồi dẫn nguyên đám bạn học của anh chị Năm đi mà anh nguyên đám bạn học của anh chị Năm muốn đi khám phá thành phố dưới hầm mà dẫn đi mà mọi người đều mệt quá không đi nổi. Đó, ở trên đó là đường đó, đường xá. Ở trên đó là đường xá. Đó, đi làm passport thì làm ở đây. Đó. Ở trên đó là đường xá phố chạy đó. Thì ở đây là dưới hầm. Đó. Ngoài đó là ngoài đường đó. Thì bây giờ chung dưới hầm ha. Ngày xưa là... Bây giờ đi dưới hầm nữa đây. Này, Plan du... Đó. Nguyên một thành phố dưới hầm là đây đây. Đó. Đó. Nguyên một thành phố bự vậy đó. Mà ngày xưa, nguyên một đám bạn bè của anh chị Năm dẫn qua đây đi lúc mà tổ chức gì đó. Đi qua đây mà đi, mọi người đi không nổi. Đó.
Thì bây giờ sẵn dịp thâu video gửi về cho Việt Nam coi luôn ha. Voilà, la vie souterrain. Từ bên đó mà giờ đi thẳng đi miết, đi miết, đi miết quay đi qua một cái nơi khác. À, dưới hầm đó. Khi nãy là bên đó gọi là Place d'Arc, mà giờ bây giờ mình đi về là đi tới Place des Arts. À, đi bộ mình đi luồn tuôn ở dưới này thôi. Parce que avant, quand tonton Nam et tata Nam sont venus ici avec tous ses amis, ils ont organisé une rencontre ici. Ils veulent visiter la ville souterraine et je les ai amenés, mais ils sont trop fatigués. Finalement, ils sont de retour. Ils sont retournés, ils ne sont plus capables parce que c'est trop loin, c'est trop grand. C'est trop vaste. Hein? Hein? Tantôt, on était là-bas. Et là, maintenant, on est ici. Bây giờ, ở đây, khu vực này là Place des Arts. Đó, bây giờ cho anh chị Nam biết là đó, thấy bên kia không, thấy ngoài đường không, đó ngoài đường bên đó là đó, bên đó là mỗi lần tổ chức ca nhạc hát này hay là spectacle hay là opera này nọ là bên đó, thấy đâu dễ sợ không? Il y en a une exposition, c'est beau ça. Wow, c'est là beau. Ở đây là Palais des Congrès. À, nãy bên kia băng qua đây, rồi sau đó là bên kia nữa, còn xa nữa chưa đi hết, chỉ một phần thôi. Wow, c'est beau. Vraiment beau, c'est magnifique. Thank you.